Rồi, xin mời đại chúng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thưa đại chúng, là tôi không biết là các vị muốn nghỉ vào lúc mấy giờ, mình hỏi trước thì giờ cho chắc thôi. Rồi mấy giờ thì chúng ta kết thúc? Nói nhiều vậy. 7:15 trễ lắm là chúng ta 8:30, trễ lắm là 9 giờ đi ha, gia hạn cho tối đa là 9 giờ chúng ta chấm dứt. Thưa các vị, là cuộc đời này nó có nhiều cái rất là trớ trêu và cũng rất là tức cười nghe. Mình kể cái việc của mình chứng kiến về những đứa đệ tử mình này, các vị nghe nó tức cười. Nó xuất gia rất là bé, chừng 14-15 gì đó, nó xuất gia. Mà mấy đứa con gái ở Việt Nam thì thưa các vị có cái bệnh chung đó là rất thích tài tử điện ảnh Hồng Kông và Đài Loan. Thế là hỏi nó chứ con có biết Thành Long sinh vào năm nào không? Nó nói vanh vách. Hỏi một vòng, hỏi chứ con biết Đức Thế Tôn sinh vào năm nào không? Nó lắc đầu, nó không biết. Và các vị hình dung rằng là xuất gia để học đạo, để tu tập, nhưng mà lịch sử của thầy, của tổ, của Đức Thế Tôn thì biết rất ư là mập mờ. Nhưng mà lịch sử có mấy tên tài tử điện ảnh thì nó biết rõ ràng. Điều thứ hai nữa là có khi nó không có buồn là dán hình Phật ở trong tập, trong vở của nó làm chi lúc nó đi học, nhưng mà trong tập, trong vở nó thì hình ảnh của tài tử điện ảnh Hồng Kông có mặt đủ. Thành Long có, rồi anh chàng gì đó, Lý Liên Kiệt cũng có. Và tài tử điện ảnh nam, tài tử điện ảnh nữ. Thôi mình cứ nghĩ rằng là nó là những đứa con gái thì nó thích tài tử điện ảnh nam cũng đành đi. Thế rồi hỏi nó là với đứa nào đóng vai ở trong Tàng Long Họa Hổ gì đó là đẹp. Nó nói vanh vách hết từng cái tên diễn viên chính, diễn viên phụ. Và mai thay là phim ảnh nó không có tràn ngập ở Việt Nam, phim ảnh Mỹ đó. Chứ nếu phim ảnh Mỹ mà nó tràn ngập Việt Nam thì tất cả tài tử điện ảnh nam hay nữ của Mỹ nó đều có trong tập hết. Thế thì các vị thấy là cái chuyện cũng rất là ngược đời, có phải không? Thì ngược đời thứ hai cũng tức cười nữa là thế này. Có lần đó mình đọc những cái thông tin rằng là cô đóng vai là gì, nữ hoàng của Tây Lương Quốc trong cái phim Tề Thiên Đại Thánh, tức là phim Tây Du vào năm 1986 thì phải, phim đầu phải không, 86-87 thì mình không nhớ. Thế rồi hôm đó mình ngồi nói chuyện với ông Vạn Hạnh, rồi mình mới vô mày mò thử để biết chính xác về cái bộ phim nó ra năm nào, và cũng không nhớ kỹ, nhớ 86-88 gì đó, không nhớ chính xác, nhưng mà mày mò tìm coi cái cô đóng vai là nữ hoàng của nước Tây Lương ra làm sao. Do vì mình đọc một cái thông tin rằng là cô đóng vai nữ hoàng, gặp Đường Tăng xong rồi cái tự nhiên cô chết mê chết mệt với cái anh Đường Tăng bắt. Và trước khi đóng vai Đường Tăng đi thỉnh kinh thì anh chàng đó đã có gia đình rồi nghe, cưới vợ rồi. Và năm nay thì anh cũng 70 rồi chứ ít gì đâu, tức là già cụm rồi, tên gì đó mình không nhớ, nhưng mà với thoáng thấy trên những cái thông tin, cái tội nghiệp là cô nàng đóng vai nữ hoàng xong rồi cái cô nàng phát nguyện rằng, giống như mình phát nguyện tu, phát nguyện rằng không có chồng ạ, đời này tôi phải đợi cái anh chàng đó thôi, mà người ta có vợ 10 rồi, biết quá đi chứ. Thế nhưng mà cứ ở vậy à,
Cho tới năm nay già cúp rồi, trở thành bà cụ rồi, nhưng mà vẫn cứ đợi chờ cái anh Đường Tăng, và Đường Tăng thiệt bên ngoài chứ không phải anh chàng đóng vai ấy. Cái chàng là tài tử đó, và nhất định rằng một đời này thương anh đó thôi, không có thể lấy chồng khác. Thế thì các vị thấy có tức cười không? Thậm chí là cái bộ ba gồm có Tề Thiên nè, Sa Tăng nè, Bát Giới nè, đóng phim xong rồi tự nhiên họ kết tình huynh với đệ với nhau, rồi đến cái lúc mà Trư Bát Giới nhà ta thấy anh hóa trang cái bộ mặt heo vậy, nhưng mà bên ngoài anh là đẹp hơn Đường Tăng nghe. Tới lúc anh bệnh đến gần mắt, anh nói rằng là sư huynh ta tới chưa, tức là Tề Thiên Đại Thánh Lục Tiểu Linh Đồng tới chưa, ta muốn chào sư huynh ta giả biệt để ta về Tây Phương sớm. Và về Tây Phương cái nỗi gì, nó có tu gì đâu mà nó về Tây Phương. Thế nhưng mà nó nói như là đóng phim thiệt vậy. Rồi Sa Tăng lúc bấy giờ, anh chàng diễn viên đó tên gì tôi không nhớ, anh nói rằng là sư huynh vẫn còn bận, đang đóng phim ở bên Hồng Kông, chưa thể về được. Và láng sau nói chứ sư huynh có thể về kịp không? Nó dạ không, không về kịp. Cuối cùng anh nói thế thì thôi, ta đành ra đi trước sư huynh ta vậy. Thế rồi anh giả tay, anh giả từ cuộc đời, anh ra đi, anh chết. Cái việc tức cười, thưa các vị, đó là cái chuyện trong phim mà nó trở thành thật đối với những diễn viên điện ảnh nha. Là cái ý nghĩa nơi đây, thưa các vị, cuộc đời này nó vốn là một sàn diễn. Thế rồi trong cái lúc mình đóng cái vai con người có mặt nơi đây, làm cái vai trò là chồng, là vợ, là con, là cái, cũng là một loại gia diễn mà thôi. Tại vì sớm với muộn chi thì các vị cũng giả từ những cái vai trò của các vị đang đóng đây, trở về cõi vô thường mất, chứ các vị có ở đây lâu đâu. Thế thì một đời sống chúng ta mong manh, đó là một diễn viên điện ảnh chứ không hơn gì cả. Thế rồi trong cái lúc đang làm diễn viên điện ảnh giả vờ này, ta là nhập vai một cái giả vờ tầng thứ hai nữa, là đồng nhất mình với cái gia diễn ở trên sân khấu nữa. Thế thì thưa các vị, rõ ràng rằng là chừng như người ta quá dư thì giờ của đời sống để làm những cái việc tào lao. Đúng hay là sai? Đúng nhé. Nếu mà cái chị đóng vai Tây Lương nữ hoàng đó chỉ biết rằng là tâm trạng chỉ là một cái vai diễn trong một lúc tình cờ, và khi vai đó diễn xong rồi thì người ta trả tiền, thì ảnh trở thành con người thực, ảnh có gia đình đàng hoàng, chứ ảnh có phải là Đường Tăng đâu. Thế thì chị sẽ là sống đời sống rất bình thường, là có gia đình bình thường, chứ đâu đến nỗi là phí một tuổi xuân tới 40-50 năm đợi chờ. 86 tới năm nay bao nhiêu năm rồi? 30 năm rồi. 86, 30 năm rồi. 30 năm cộng với 30 năm nữa, tức là tối thiểu chỉ cũng 20 ngoài chỉ mới đóng vai, thì các vị thấy già rồi. Bây giờ cưới chồng thì đố mà cưới được, già mất rồi. Thế thì trên cái đời sống này đó là một vai trò diễn tạm trên sân khấu, rồi lại chồng thêm một cái vai diễn nữa. Rồi từ cái nhìn hướng ngoại, những tài tử điện ảnh nó hơi khùng khùng không nói làm chi, rồi các vị nhìn ngược lại, các vị thấy dường như là đôi khi mình cũng có vài điều giống giống như mấy cái tên diễn viên điện ảnh nghe. Thử nhìn lại rồi thấy dường như cũng không có khác gì mấy. Tôi ví dụ, thưa các vị, là những buồn, những vui, những lo âu, phiền muộn của các vị, đó là những cái vai các vị diễn trong một ngày hoặc là nhiều ngày. Nhưng mà vai nào nó cũng đến rồi nó đi. Cũng có lúc các vị rửa mặt rửa mày trở thành con người thực các vị chứ, có phải vậy không? Tại vì nó đến nó đi qua mắt ta thì vẫn còn ở yên nơi đây. Nếu nói rằng buồn là bản chất của ta, giận là bản chất của ta, lo âu phiền muộn là bản chất của ta, thì các vị sẽ không có chút niềm vui nào le lói trong cuộc sống cả. Các vị cứ buồn hoài cả đời ủ rũ. Nếu giận là các vị thì các vị sẽ không có một phút giây nào lòng thanh thản cả. Đằng này không, giận đến rồi đi, lo âu phiền muộn đến rồi đi.
ưu tư phiền não đến rồi đi, tức là những vai trò mà chúng ta diễn tả một phút tình cờ nó luôn đổi thay sành sạch chứ nó có ở yên đâu. Ấy vậy mà ta cứ đọc nhắc ta vào những cái vai mình đang diễn, ta nghĩ rằng ta đang buồn, ta đang giận, ta đang bất an, ta đang sầu khổ. Thế thì mình có khác chi là cái chị đóng vai nữ hoàng Tây Lương nữ quốc đâu. Mình đồng nhất mình vào để cuộc đời mình nó chìm rất là tội nghiệp. Trong khi nếu nhìn tỏ tường thì ngoài những cái vai đang diễn, các vị còn là con người thật, con người chưa mang lớp áo nào trên sân khấu cả. Đó là cái năng lực đang nhận diện, đang quan sát, đang nhìn. Thì các vị thấm được điều này, các vị thấy rằng cái pháp hành trì của Phật tặng cho chúng ta để chúng ta trở lại cái con người thực của chúng ta chứ chẳng có chi cả. Con người thực của các vị nó đơn giản, nó không có dính chi với phiền não, bất an, ưu tư, sầu muộn cả. Nó chỉ là cái con người đang quan sát những buồn, những vui, những hờn, những giận đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt trước mắt các vị mà thôi. Thế thì pháp hành của Phật dạy, thưa các vị, chẳng phải là cái chi ghê gớm, mà đơn giản chỉ là làm cho các vị phục hồi lại được cái nhân cách của các vị, phục hồi lại cái con người thực của các vị, hay là trở lại cái trạng thái tâm ban sơ vốn là Phật nơi chính các vị thôi. Và cái con đường này nếu nó nhiêu khê, nó khó khăn như là cái con, như là cái con đường mình khoác lớp áo để mình diễn vai của một hoàng đế hay là một tên định thần hay là một cái anh hùng gì, thì nó còn tốn thì giờ, còn rất khó khăn nha. Còn đằng này các vị rủ hết một cái rụp xong ngay trở thành con người rất thật là vô sinh bất diệt, thế thì mắc gì mà mình không chịu tu chứ. Mình giải thích đủ hiểu, đủ dễ hiểu như thế này. Ví dụ các vị khoác cái vai diễn ra là giận, mất thì giờ không? Mất chứ. Tối thiểu thì mình cũng phải nuôi cái chất giận đó, có một cái bề dày nhất định trong tâm thức, khi mình gợi lên nó mới chịu nổi đùng đùng lên, chứ tự nhiên nổi đùng đùng được à. Tối thiểu thì các vị phải tích chứa nó nhiều năm lắm. Ví dụ như các vị muốn giận một người có phải giận dễ đâu. Tối thiểu thì các vị phải có hồ sơ lưu về người kia nghe. Từng chút một, bữa nay mình giận một chút này, mai giận một chút kia, rồi mình chồng lên một lớp. Tức là mất thời giờ, mất thời gian, mất công sưu tập những cái điều đáng giận về người kia để mới có thể giận được giống như người ta. Muốn đóng vai anh hùng, người ta phải làm bộ ra vẻ anh hùng, ta phải khoác lớp áo anh hùng, ta phải cập tập cưỡi ngựa, bắn cung, đánh kiếm. Chứ có phải tự nhiên khoác lớp vai anh hùng dễ đâu. Thì ta cũng vậy, muốn trở thành người giận dữ có phải dễ đâu. Nhưng mà các vị trút cái lớp áo, các vị đang diễn, các vị trở thành con người thật, thì thưa đại chúng, đối với những vai trò diễn thì nó còn mất thì giờ, nhưng mà đối với trạng thái tâm thức các vị phục hồi thì không tốn thì giờ chi cả. Các vị chỉ cần quay lại nhận diện những cái buồn vui đang diễn ra trước mắt thì các vị an trú ngay cái con người thật của các vị rồi, không mất thì giờ, không mất công sức gì cả. Chỉ cần quan sát, quay lại nhìn thì các vị liền có mặt cái năng lực tâm bất động. Thế mà mình không làm điều này, cái chuyện tức cười. Mình cứ thích đồng nhất mình vào những cái vai vớ vẩn mình diễn cả một đời, chết trong những cái giai diễn thôi, chứ không chịu sống với cái con người thực. Thà là một Tây Lương nữ quốc sống hát kêu tuổi cho tới già, cho tới chết để đợi đường tam tạng, chứ không chịu sống cuộc đời rất thực của mình là một cô gái. Mà có phải cô gái xấu xa gì đâu, mình mới mày mò mình coi thử cái cô nó ra làm sao, chắc cổ xấu đuôi xấu điếc cho nên cũng mới đợi cái anh Đường Quyền Trang chứ, quá ra cô đẹp chứ. Thế nhưng mà cam lòng chết chìm trong cái hư ảo, không sống cuộc đời thực. Thế thì các vị thấy là dường như là không phải cái tên đó nó ngu, mà dường như mình cũng có một phần khờ khạo, phải không? Dính liền với những cái vai mình đang diễn.
thích làm diễn viên điện ảnh, không chịu làm con người thật sống giữa cuộc sống đời thường. Nói chuyện rất là kỳ cục. Thế mà thiên hạ này người ta đều thích như vậy, thích đồng nhất mình giận, vào cái giận, vào cái buồn, vào cái lo âu, vào cái căm tức. Và có khi đời sống quá bình yên, họ cảm thấy dường như tẻ nhạt. Họ phải tạo cái chi đó cho có sự xung đột. Trong đời sống gia đình cũng vậy đó. Hạnh phúc họ cảm thấy hơi nhạt, cho nên họ rất là cần tạo cái chút gì đó xung đột, để cho có việc để làm, có việc để nói, có việc để ưu tư, phiền muộn, bất an. Cái chuyện lạ của cuộc sống là như vậy. Và thưa các vị, chỉ cần một róc tay vậy, hồi phục được chủ quyền, chỉ cần một róc tay thì các vị từ cái vai đang diễn của tài tử điện ảnh, các vị trở thành con người thực của các vị. Các vị quan sát cái vai trò các vị đang diễn, các vị quan sát cái buồn, cái vui đang đến, đang đi. Nó không mất thì giờ gì lắm đâu. Và trong một tróc tay thì đời ta liền đổi thay nghe. Thay vì mình đồng nhất mình vào buồn, vào giận, vào lo âu, vào phiền não, mình vẫn chìm đời mình rất là tội nghiệp, thì chỉ cần các vị lui về, các vị làm người quan sát những cái đó, thì các vị liền an trú trong cái tâm bất động, vô sinh, vô diệt, vô nhiễm của các vị ngay. Mà mình không làm, mình để cho cuộc đời mình đó chìm sâu trong cái tình trạng là hoảng loạn, lo âu, phiền muộn. Rồi mình đắp đấm ngực, mình bức đầu, mình bảo rằng sao tôi khổ quá thế này, đất trời ơi nhìn xuống mà coi. Mà kỳ thực có chi đâu mà gọi là khổ. Đúng nguyên tắc là chỉ cần các vị nhìn lại những cái khối tâm hành gọi là bồng bềnh rối như chỉ của các vị, thì cái chỉ rối đó là cái bên ngoài, là đối tượng bị nhìn, bị nhận diện, không dính chi với các vị cả. Các vị là người có thể nhìn được cái cuồng chỉ rối của tơ lòng nữa kia, thế thì liền tức khắc vượt thoát ngay. Mình không làm, mình thích là đồng nhất mình vào cái mớ bồng bông rối nùi trong tâm thức, để mời gọi sự quan tâm của người, mời gọi sự xót thương của người, hay nói một cách khác là dùng cái khổ nhục kế này để mời gọi sự quan tâm của bao người. Ví dụ như mình vẫn còn độc thân, mình không có người thân, thì mình cũng dùng cái khổ nhục kế này để mời gọi bản thân của mình quan tâm tới mình, chăm sóc mình. Quả thật ra đường làm cái vẻ ủ ê rầu rầu, thì tối thiểu cũng có thằng Mỹ nào nó dừng lại, nó hỏi mày có sao không, mày có ok không. Lạ. Cái chuyện này thưa các vị, nó là một bệnh lây lan, dường như cả hành tinh này người ta đều muốn như vậy. Nói thì dường như là xúc phạm nhau, nhưng mà các vị hình dung rằng có những câu chuyện dễ thương đó. Anh chàng kia anh tới bác sĩ gia đình khám đây, anh thế nào rồi? Tôi rất là hạnh phúc. Phải chứ, từ ngày cưới vợ tới giờ anh có vấn đề gì không? Nó dạ không. 30 năm sống với vợ tràn đầy hạnh phúc. Nó ngày nào cũng vậy, nó đúng ngày nào cũng vậy. Hỏi thế thì anh được mấy đứa con? 5 đứa con. Hỏi có điều gì xảy ra khó khăn đối với 5 đứa con anh nuôi không? Không. Con tôi nuôi tràn đầy hạnh phúc. Hỏi có đứa nào nó ngỗ nghịch không? Nó có chứ. Nó ngỗ nghịch, nó cãi lại với tôi, có khi nó xỉ vào mặt tôi. Hỏi rồi anh làm sao? Tôi cũng tràn đầy hạnh phúc. Tôi cảm thấy là những đứa nó ngỗ nghịch như thế, nó rất thông minh đó, nó mới ngỗ nghịch chứ, còn cái đứa lừ đừ nó đâu ngỗ nghịch làm chi. Anh không buồn à? Không. Nó anh bị bệnh này bao lâu rồi? Tức là thế giới này nó có một cái tiêu chuẩn đồng, gọi là mặt ước ngầm với nhau, là không hề có chuyện hạnh phúc một cách bình thường như vậy. Mà nếu có người nào hạnh phúc trong mọi vấn đề như thế, kẻ đó đang bị bệnh tâm thần đó. Thế rồi nó bắt đi tới bác sĩ tâm lý trị liệu. Bác sĩ hỏi chứ anh bệnh gì? Nó tôi không biết tôi bệnh gì. Nó tại sao tới đây? Bác sĩ gia đình biểu tôi tới. Hỏi ồ thế thì cho tôi điều tra lý lịch anh sơ sơ thử coi. Có vợ bao lâu nè, mấy đứa con nè, bố mẹ còn không nè, bố mẹ anh chết anh có khổ không? Nó không.
Thế thì anh bịt rõ ràng rồi. Thưa các vị, kỳ thực cái lý luận của ảnh là con người phúc lạc, cho nên khi bố đã tới tuổi già, mẹ tới tuổi già ra đi là việc bình thường. Tại vì trần gian này có ai sống hoài đâu. Cho nên tới một lúc nào đó người ta trả hình hài về cho các buổi người ta ra đi. Cho nên thay vì ủ ê buồn phiền, ta nói không, tôi thấy rằng bố tôi ra đi vậy rất tốt, cho nên tôi rất vui. Thì anh kia anh điều tra hết bao nhiêu điều, nào là nuôi con, nào là có vợ, mọi cái đều hài lòng, hạnh phúc hết. Điều tra tới cái chết của người thân mà cảm thấy anh chàng này cũng tươi cười ra phết, thì nó đúng, vậy là anh bệnh thần kinh rồi. Thưa các vị, để chứng minh một điều rằng là dường như trong trần gian này người ta có một mật ước ngầm với nhau rằng không có chuyện là đời sống người có niềm vui thật nghe. Nỗi khổ rất thực mà niềm vui rất giả vờ. Người ta đều bằng lòng với nhau như vậy. Do vậy cho nên chúng ta tự nhiên học được cái nghề đó là làm khổ nhục kế. Không làm khổ nhục kế với người thân thì cũng làm được cái khổ nhục kế với người hàng xóm là như vậy. Có niềm vui mà mình, thưa các vị, có niềm vui mình phải giấu á, sợ người ta ganh tị. Và ai thấy người khác vui cũng ganh tị nghe. Thế nhưng mà có nỗi buồn thì thưa các vị, mình cần phô trương để làm chi? Để mời gọi sự quan tâm của người khác. Và dường như đây là một mật ước ngầm giữa thế giới loài người với nhau. Các vị không tin tôi, các vị ra đường, các vị cười hớn hở, các vị hát vang, thiên hạ nói rồi, có vấn đề rồi. Thần kinh chạy đâu cũng có vấn đề rồi. Thế là các vị ra đường, các vị gầm gầm, các vị cúi mặt ủ rũ thì ai cũng quan tâm cả. Người lạ cũng quan tâm, Mỹ nó cũng quan tâm tới ta nữa. Thế thì thưa đại chúng, rõ ràng rằng là dường như chúng ta thích nhập vô những cái vai diễn trong phim trường, gọi là mình thích đóng phim hơn làm con người sống rất thực. Cũng may là chưa có ai mời các cô lên đây đóng là Tây Lương nữ hoàng, chứ bằng không thì các vị cũng gặp một cái anh đường tăng nào đó rồi chờ đợi mỏi mòn luôn, có khi là vậy. Thế là việc thứ hai chúng ta đi vô là pháp hành trì hướng nội. Nãy giờ nói quanh quanh để câu giờ thôi, coi cái tới giờ chưa, chưa tới. Bây giờ phải đi vô chia sẻ pháp hành. Thưa đại chúng, là cái từ này các vị thuộc rồi phải không? Hướng nội. Thế là cái câu hỏi thứ hai đặt ra là làm được không? Câu hỏi thứ hai mới là quan trọng nha. Hướng nội thì ai cũng biết, tức là quay ngược ánh sáng, nhận diện những cái sinh cái diệt của tâm thức các vị. Và cái bước đầu để làm đó là các vị quay ngược ánh sáng, tức là quay cái sự nhận biết về, nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra. Làm được điều này thì ta sẽ làm được một điều rất tự nhiên, là ta sẽ nhìn được buồn, được vui, được hờn, được giận, đang sinh đang diệt trước mắt ta đi ngang qua nghe. Và ta chỉ có đi con đường này để có thể tìm được cái bản chất thực của chúng ta, vốn là người đóng vai mọi thứ trên sàn diễn, chứ ta không phải là những diễn viên điện ảnh nghe. Trong A Hàm có bài kinh, có vị thiên đế một hôm đến thăm Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn: có một thế giới nào chưa từng sinh, chưa từng diệt, chưa từng đến, chưa từng đi, vượt khỏi sống chết không? Thế Tôn nói không. Không hề có một thế giới nào, một chúng sinh nào trong khắp cõi hư không mênh mông này mà không sinh ra, không chết đi, chưa từng có. Thế rồi vị thiên đó bạch Thế Tôn: và con xác nhận lời của Thế Tôn rất là chính xác. Con đã từng bỏ tới 100 kiếp làm thiên nhân. Một kiếp làm thiên nhân, thưa các vị, nó dài gấp 1000 lần so với kiếp sống của chúng ta nơi đây ngay. Một bước đi của con là từ thiên hà này tới thiên hà kia, để con tìm coi có một thế giới nào, một hành tinh nào, một cảnh trí nào, người nơi đó chưa từng sinh, chưa từng diệt, cảnh giới đó còn hoài không mất. Thì con tìm suốt 100 kiếp làm thiên nhân, chưa bao giờ con gặp điều này. Thế Tôn nói: này thiên nhân,
Ta mới nói ông phân nửa ý nghĩa của điều ta muốn nói thôi nghe. Ông hướng ra ngoài, ông tìm có thể 1.000 kiếp, 1.000.000 kiếp làm thiên nhân, nhưng mà không thể tìm được một thế giới không sinh không diệt. Thế nhưng mà thế giới không sinh không diệt ấy chỉ có thể tìm được trong hình hài cao 1 mét mấy của đời sống bình thường thôi. Nơi đó ông có thể tìm được một cái vùng chưa từng sống, chưa từng chết, chưa từng đến, chưa từng đi, chưa từng sinh, chưa từng diệt. Từ điều này trở lại pháp hành, thưa các vị, con đường hướng nội đành rằng là hình hài này vốn là sinh diệt vô thường, nó vốn là ô uế, nó vốn mong manh giữa cuộc đời. Nhưng mà bên trong hình hài này nó lại chứa cái phẩm chất của không sinh không diệt nghe. Thế Tôn dùng nhiều cái từ rất là hay để ví dụ cho điều này. Ví dụ như trong văn học Bát Nhã, Thế Tôn ví dụ về cái năng lực trí tuệ của các vị, cái phẩm chất tuyệt vời bên trong của các vị đó, giống như là cái phẩm chất của một Đức Phật bằng vàng. Thế rồi một, vì một lý do gì đó người ta sợ ăn trộm nó tới nó ăn cướp mất đi, cho nên họ đắp một lớp đất bên ngoài rất là sần sùi, thô xấu. Và cái rủi ro thứ hai nữa là cái chùa thờ Phật vàng kia tự nhiên bị thắng ngài, nó phá hủy cho nên nó tan hoang. Rồi mấy cái thằng chăn bò nó thấy ông Phật ngồi trơ vơ, nó ghét, nó đem nó liền cái hầm thân á. Thì các vị hình dung rằng là ngoài ông Phật vàng là ông Phật bằng đất rất là xấu. Và khi ném nó hầm phân thì tất cả những phân hôi hám ô uế nó thấm vào lớp da đó nghe. Thế rồi một sớm tình cờ nào đó, cái duyên mai đó là có một bậc đạo sư đi ngang qua, khi thấy cái hình thể nó trơ vơ, ông mới bảo người ta là lấy lên đi, đây là một tượng Phật rất là quý báu. Thế rồi người ta tạm tin ông, người ta mang lên, ta nói ôi sao nó hôi hám thế này. Ông nói không, đành rằng cái vỏ nó rất là hôi hám, rất là xấu xa, đập nó vỡ thì ông sẽ thấy bên trong nó là một tượng Phật vàng nguyên chất cực kỳ đẹp. Và cái điều lạ thứ hai là mất 100 năm ngâm với hầm phân, nhưng mà khi đập ra rồi thì tượng Phật này lại không dính một chút gì hôi hám của hầm phân cả. Rồi từ cái ví dụ trong văn học Bát Nhã, Thế Tôn mới trở lại quy chiếu nó vào đời sống tự thân của mỗi người phàm phu chúng ta. Ngài chỉ ra rằng trong cái hình hài bọt bèo này, trong cái đống phiền não ô uế tràn đầy thân tâm của chúng ta, nào buồn, nào giận, nào ghét, nào thương, có một cái phẩm chất Phật tuyệt vời, đẹp đẽ, chưa từng dính một chút phiền não nào nghe. Đó là cái chi vậy? Thưa các vị, là cái năng lực tâm chiếu sáng nhận biết của các vị. Tại sao năng lực tâm chiếu sáng nhận biết mà nó không dính phiền não? Thưa các vị, phiền não như lo, như buồn, như giận, như bất an, như ưu tư, như sầu muộn, nó đen thẫm như vậy, nó tràn ngập tâm thức của các vị như vậy. Thế nhưng mà nếu các vị nhận ra rằng ngoài những cái điều nó đang sinh diệt cuồn cuộn, trong tâm các vị nó còn có một phần tinh khiết vô cùng. Đó là cái năng lực tâm đang thấy những cái thứ phiền não đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt. Khi các vị an trú trong ngay cái thấy như vậy thì phiền não là cái đối tượng bên ngoài bị thấy mà không hề là ta. Thì ngay tức khắc các vị nhận ra rằng bản chất tâm của các vị, cái năng lực trí tuệ chiếu sáng của các vị, nó vốn có thể phá vỡ mọi thứ phiền não, nó vốn không dính chi với buồn giận ghét thương. Bản chất của nó, khi chúng ta thấu ngộ được điều này thì ta nhận ra rằng bản chất của nó vốn chưa từng sinh, chưa từng diệt, chưa từng đến, chưa từng đi. Không phải mới có mặt trong hình hài này, mà nó đã có mặt từ rất là lâu rồi. Thế thì thưa các vị, chỉ cần một pháp hành trì hướng nội khám phá điều thứ nhất là nơi tự thân này, nơi hình hài sinh diệt này, nơi buồn vui bề bộn này, nơi vọng thức bời bời này, nó có cái năng lực tâm bất động chiếu sáng đang thấy phiền não đang sinh đang diệt. Và khi các vị khám phá được điều này thì cái điều rất tự nhiên là các vị có niềm tin với Tam Bảo ngay. Còn bây giờ thì chúng ta tin thì thưa các vị, tin hướng ngoại, tin rằng Đức Thế Tôn giống như vị thần linh cầu để Đức Thế Tôn ban pháp
an lạc cho chúng ta, ban phước lành cho chúng ta. Chúng ta chưa thể tin rằng Đức Thế Tôn bên ngoài có mặt để gợi cho các vị nhận ra Đức Thế Tôn là một vị Phật vô sinh đang có nơi các vị. Do vậy cho nên khi thấu ngộ được điều này thì niềm tin Tam Bảo mới vững. Điều thứ hai, các vị mới mở được cánh cửa hành trì. Và điều thứ ba, thì cái cuộc đời tu chúng ta nó mới hữu ích. Bằng không thì thưa các vị, chẳng qua là mình đến với đạo, mình lây quay cho vui thôi. Thay giữa trần gian mình lao sao, thì bây giờ mình vô đạo mình cũng lao sao. Thay giữa đời kiếm được người để nói thị nói phi nó khó, cho nên vô chùa tới mấy chục người tha hồ đó mà thị với phi, tha hồ nói xấu lẫn nhau, tha hồ là làm phiền muộn lẫn nhau. Thưa các vị, một đại chúng mà có tu trong một cái chùa rất là yên bình nghe, rất dễ thương nghe, không có xáo trộn nè, không có gây phiền muộn nè, không có thị phi nè, không có nói trắng nói đen về nhau, không có vạch lưng người tìm vết nghe. Đến một cái đạo tràng nào các vị thấy các Phật tử mà lao sao hết chuyện thị phi này tới chuyện thị phi khác, thì các vị biết rằng là cái tập thể Phật tử đó dường như không có tu. Họ tập trung nhau lại cho vui thôi, để kiếm chuyện thôi, chứ còn kỳ thực là không có tu nghe. Không cần nhận diện nhiều, không cần nghe các vị đó khoe rằng là tôi niệm Phật một ngày bao nhiêu tràng chuỗi. Hãy nhìn cái cách họ cư xử với nhau trong một đạo tràng là đủ đánh giá cái phẩm chất tu của đạo tràng đó, có cũng không có thôi. Cho nên thưa các vị, khi các vị thấy được đạo rồi, tự nhiên mọi cái thứ còng kềnh phiền não nó không có đất để nó dính, không có khả năng bám vào tâm thức các vị. Còn nếu các vị vẫn còn mù mờ đối với con đường tu thì thưa đại chúng, là có khi mình ở trần gian, mình làm khổ trần gian quá, ta sợ quá, cho nên mỗi ngày thứ bảy chủ nhật con nó năn nỉ thôi, con đưa mẹ tới chùa, là biết rằng là nó chịu mình không nổi rồi, cho nên nó đưa mình tới chùa để cho chùa lãnh đủ đó thôi. Cho nên các vị hãy nhớ rằng là cái khả năng của các vị có thể nhận diện được đạo và làm cho đời sống mình vươn lên, chứ không phải là chìm chìm trong cái tình trạng như hiện tại nghe. Và khi mình thấy được con đường đi rồi thì thưa các vị, không cần một vị thầy nào, vị thiện tri thức nào hay là bạn đồng tu nào yểm trợ mình nữa. Mình tự biết đường để đi, tự lèo lái cuộc sống mình, tự trân quý đời sống mình từng chút một để tu tập thôi. Đây là điều thứ nhất mình giải thích để cho các vị thấy rằng là con đường hướng nội gần nhất là xuyên ngang qua cái lớp hình hài giả vờ này, xuyên ngang qua cái lớp buồn vui hờn giận, một đống bùn nhùng như cái nùi chỉ rối thế này. Các vị nhận ra cái năng lực trí tuệ chiếu sáng nơi tâm thức của các vị, và khi nhận ra được điều này rồi thì cuộc đời mình, thưa các vị, là mỗi một ngày sống phẩm chất nó càng lên. Bằng không thì cái chuyện buồn giận ghét thương nó luôn xâm phạm đời sống ta, rồi ta cũng kiếm ra bao việc buồn giận ghét thương để đổ vào người để cho có việc làm, và lay quay ngần nó việc thôi, không có phát triển được. Đây là điều thứ nhất mình giải thích con đường hướng nội rất là quan trọng. Thế rồi bàn tiếp về cái pháp hành trì hướng nội. Cụ thể nhất là thiền tập. Thưa đại chúng, là ba bước thôi. Bước đầu rất đơn giản là các vị nhận diện hơi thở đang đi vào đi ra. Các vị quan sát đó, không cần làm gì thêm, không cần cố gắng, không cần tác động, không cần làm việc trên hơi thở. Hãy nhớ, chúng ta chỉ đơn giản là nhận diện nó đang đi vào, nhận diện nó đang đi ra thôi. Tức là ta là người đang quan sát hơi thở đang đi vào đi ra, bằng cái cảm nhận rằng mỗi lần nó đi ngang cánh mũi thì nghe nó hơi mát một tí. Các vị chỉ làm được, các vị chỉ làm một việc, đó là quan sát thôi. Cái từ này rất là quan trọng.
cũng có hàm nghĩa là nhận biết. Ví dụ tôi nhìn bông hoa này mà tôi khởi trong tâm thức tôi là ồ, đây là loại hoa gì mà đẹp quá, tên nó là gì đây, ta đã từng gặp nó nơi nọ nơi kia, bây giờ nó ở nơi đất Mỹ này dường như bông nó to hơn, màu nó đẹp hơn, thế thì tôi đang làm cái gì? Không, đang suy nghĩ về nó, phân tích về nó, phê phán về nó, lý luận về nó nghe, chứ không phải quan sát. Quan sát nghĩa là tôi nhìn nó một cách rất là dửng dưng, nhưng mà không phải không chú ý. Chú ý hoàn toàn sự có mặt của nó, thấm vào nó, ánh sáng của tâm thức tôi, của mắt tôi tuôn chảy vào nó, phủ trùm nó, nhận biết hoàn toàn mà không có khởi một cái sự phân tích thì thầm lý luận gì về nó cả, gọi là quan sát. Rồi từ cái ví dụ đó trở lại cái điều mình thưa cái vị quan sát hơi thở, nghĩa là giống như cái vị đang nhìn hơi thở là một đối tượng như bông hoa này, cái vị nhận diện nó thôi, nó đi vào dài kể nó ra dài cũng kể nó, vào ngắn cũng mặc tình. Ngắn hay dài không quan trọng, chỉ cần là dùng con mắt tâm quan sát nó, hoặc là dùng cái năng lực tâm nhận biết nó đang đi vào đi ra thôi. Kinh Phật thì dạy rằng là hãy nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra. Thở vào dài tôi biết hơi thở đang đi vào dài, thở ra dài tôi biết hơi thở đang đi ra dài, thở vô ngắn tôi nhận biết hơi thở đang đi vô ngắn, thở ra ngắn tôi nhận biết hơi thở đang đi ra ngắn. Thưa các vị, Đức Phật vô cùng kiên nhẫn khi Ngài dạy các bài kinh niệm xứ nghe. Tại sao Ngài dạy một cách rất là chậm rãi như vậy, tuần tự như vậy, chi tiết như vậy, rất là mất công, người ta phải chép đi chép về câu như vậy, tại sao vậy? Điều thứ nhất, do vì lời Ngài dạy ngày xưa để chư tăng học thuộc lòng từng câu hành trì nghe, và chư tăng kiết tập không dám bỏ một từ. Ngài diễn đạt hơi thở đi vào dài, tôi biết hơi thở đang đi vào dài, hơi thở ra dài, tôi biết hơi thở ra dài. Nếu chúng ta bây giờ ta tiết kiệm thì ta dùng một câu thôi, khi hơi thở đi vào đi ra dài hay ngắn tôi biết đang đi vô dài hay ngắn là xong. Còn này không, Ngài lập y như vậy, đi vào đi ra. Thì cái điều đầu tiên để cho các vị lưu ý rằng là cái nhịp độ nhận biết nó chậm từng chữ và rất tỏ tường, rất kỹ lưỡng khi các vị nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra nghe. Kinh văn của Phật đều có dụng ý, khi nói từng câu như thế thông thả, chậm rãi, tuần tự. Thế thì mình cũng phải làm cái công việc này, cho nên thiền tập đầu tiên là quan sát hơi thở đang đi vào đi ra trên hai cánh mũi. Khi các vị thực tập bước đầu, trong lúc tọa thiền các vị nhận diện nó đi vào đi ra được, tức là tâm thức các vị nó không có chạy đi chỗ nọ chỗ kia. Tôi dùng cái hình vẽ này ví dụ rất dễ hiểu, ví dụ như hơi thở vô nè, hơi thở ra nè, đây là hơi thở vật lý nè. Thế là cái tâm nhận biết của các vị nó phải phủ trùm hơi thở dài ra như thế này. Thế nhưng mà có những lúc mình theo dõi nó tới nửa chừng cái tâm thức mình nó xẹt lên, nó bay lên giống như trực thăng bay lên trời, nó không ở lại với hơi thở thì không được nghe. Nó phải nhận biết tỏ tường, nhưng mà không phải bằng cái công sức rất ư là cố gắng, không có dụng công một cách nặng nề, chỉ cần đơn giản rất nhẹ nhàng, rất tự nhiên. Nhưng mà đừng để cho cái tâm của các vị nó theo hơi thở tới nửa chừng rồi nó chắp cánh nó bay lên mất tiêu. Các vị hãy nhận biết đang đi vào đi ra rất nhẹ nhàng, rất thông dong, rất tĩnh tại, rất an tường. Và mình có thể thực tập điều này lúc các vị xếp chân tọa thiền, lúc các vị nằm trên sofa, lúc các vị nằm trên giường ngủ, lúc các vị ngồi chơi, lúc các vị lái xe. Không có một hoàn cảnh nào không thực tập điều này khó khăn cả. Tức là ta có quyền thực tập điều này trong mọi lúc. Đây là bước thứ nhất.
Bước thứ hai, khi mình có công phu thực tập như thế này rồi thì thưa các vị, nhất là lúc các vị có thể thay vì nhận biết hơi thở đang đi vào ra, nó có thể gây cái phản ứng ngược, đó là làm cho hơi thở chúng ta nó hơi ngột ngạt, hơi khó khăn, không tự nhiên. Thế thì mình có thể nhận biết bụng đang phồng và xẹp, đặt tay lên cái vùng cuốn rúng, hít vào thấy nó phồng lên, thở ra thấy nó xẹp xuống. Rồi thưa đại chúng, hơi thở vật lý nó mang theo cái chiều hướng tâm linh bên cạnh hơi thở vật lý nghe. Ví dụ như hơi thở bình thường được gọi là hơi thở vật lý, thế nhưng mà nó chưa có cái hồn, tức là chưa có cái năng lượng cũng vô cùng sinh động. Thế rồi các vị để ý hơi thở thì trong hơi thở bình thường nó đã có cái năng lực nhận biết đi vô, tức là nó có cái hồn rất sống động đi vô trong từng hơi thở. Khi ta làm điều này thì hơi thở ta nó rất có phẩm chất, nó sẽ nuôi dưỡng từng tế bào trong ta. Từng tế bào của các vị bên trong cơ thể nó có một cái đời sống như một hình hài á. Nó thu nhận thức ăn nè, nó đào thải thức ăn nè, nó liên hệ với những tế bào khác nè, nó nhận thông tin từ trung ương thần kinh. Tức là từng tế bào của các vị nó có một đời sống như một hình hài, và hàng vạn tế bào nó gom lại để nó tạo thành một cái cơ thể sống. Thế thì từng tế bào nếu nó được nuôi dưỡng bằng một hơi thở có phẩm chất từ năng lực tâm thức các vị phổ vào, thế thì các vị muốn cho thân ta khỏe mạnh thì toàn bộ tế bào của các vị nó liền sống động lên, nó làm cho thân thể các vị khỏe mạnh ạ. Do vậy thưa các vị, khi các vị đặt hơi thở vào vùng bụng để nhận biết bụng phồng và xẹp, đành rằng hơi thở vật lý thì nó không thể xuống tới vùng cuốn rúng. Thế nhưng mà khi ý thức chúng ta đặt nơi vùng cuốn rúng thì có hàm nghĩa rằng cái sức sống, cái nội dung của hơi thở, tức là cái năng lực tâm linh của các vị đặt vào đó, nó tự nhiên xuống đến cái vùng đan điền. Và khi hơi thở của người ta xuống tới vùng đan điền thì hơi thở sẽ dài, sẽ nhẹ, sẽ sâu. Và khi dài, nhẹ, sâu như vậy, nó phát sinh đều đặn trong một đời sống chúng ta, thì cái điều gì phát sinh? Thưa các vị, đẩy lùi tật bệnh nè. Điều thứ hai, tuổi thọ các vị tăng lên theo với cái nhịp thực tập của các vị trên hơi thở của đan điền á. Tiên gia ngày xưa thực tập với điều này, và nhìn họ thì không có phải là lực lưỡng như những anh chàng là tập thể dục thẩm mỹ của Mỹ, thế nhưng mà cái sức khỏe anh lại khỏe hơn. Và thậm chí tuổi già đến với những người thở nội công á, thưa các vị, chậm hơn đối với những người vận động điền kinh á. Các vị nhìn những anh chàng là có một thể hình đẹp đẽ, giơ tay lên gân guốc nổi cuồn cuộn, nào là bụng có tới 6-7 cục gì đó vân vân đó. Nhưng mà thưa các vị, tới cái tuổi nào đó, cái sự suy sụp của họ nó nhanh vô cùng so với những người thở nội lực của Trung Quốc á. Thế rồi trở lại cái pháp thực tập, thưa đại chúng, bước thiền tập thứ hai đó là các vị nhận biết hơi thở đang làm bụng phồng và xẹp. Và khi các vị nhận biết bụng phồng và xẹp thì điều thứ nhất nó phát sinh rất dễ, đó là tâm các vị yên, các vị lắng, cái sự tỉnh tại nó liền có mặt, tâm thức vọng động ngược xuôi nó liền bớt đi, chứ nó không có cách chi nó có thể là tung hoành tàn phá các vị được. Và bước thứ ba, tức là sau khi mình thực tập hơi thở bụng phồng và xẹp giỏi rồi, yên ổn rồi, 5 phút, 10 phút rồi, thì bước thứ ba các vị có thể dùng một cái phương pháp là thay vì nhận biết phục bụng phồng và xẹp thì các vị nhận biết toàn thân. Giống như ta dùng cái năng lực của tâm như ánh sáng, như không gian này bao trùm toàn thân của chúng ta. Mình có thể đứng mình nhìn ra bên ngoài, nhưng mà cùng một lúc mình đang dùng cái năng lực ánh sáng của tâm thức đang thấy lại toàn thân. Thì cái từ dùng trong thiền tứ niệm xứ gọi là đang niệm thân hành, đang quán sát thân hành, đang nhận biết thân hành. Và khi các vị thực tập đến bước thứ ba này, thưa các vị, cái điều nó sẽ phát sinh đó là
cái sự bình ổn tĩnh tại của đời sống các vị nó sẽ có mặt liền thôi. Một người xuất gia, thưa các vị, nếu họ có công phu hành trì như thế này thì uy nghi của họ, đứng đi của họ, nói cười của họ tự nhiên nó bình ổn, nó trầm lắng, nó tĩnh tại, nó không có sao động bất an bộp chộp nghe. Thưa đại chúng, là mình ở Lộc Quyện mình tiếp rất là nhiều các thầy các cô tới, những người lớn tuổi có, các vị trẻ tuổi tăng ni sinh có. Thế nhưng mà họ tới với mình chừng một phút thôi, mình biết là người kia có thực tập cùng không thực tập nghe. Tại sao vậy? Thưa các vị, người có công phu thiền tập nhận ra rất dễ là do vì họ có một cái sự trầm lắng bình ổn nhất định, họ có cái năng lực chánh niệm nhất định. Còn người không thực tập á, dù cho họ 70 tuổi, họ đến thưa các vị, họ ngồi đứng bất an, họ uống rồi để ly nước xuống cũng lộp cộp lạc cạc, nó không có đầm thắm bình ổn tĩnh tại chi cả. Thế thì cái bước thực tập thứ ba này, khi các vị thực tập được, thì dù cho đời sống một cư sĩ, dù cho mình đi làm công việc ở sở nó có gấp, hoặc là mỗi sáng mình đi chạy bộ, nhưng mà cái sự bình ổn trầm tĩnh tĩnh tại nó vẫn có trong lúc mình đang chạy. Chứ đừng nghĩ rằng mình sẽ đi bước từng bước rề rà như người bệnh mới gọi là thiền tập nghe. Hay là mình đưa chung nước lên cái kiểu là rất ư là điệu đàn này mới là thiền tập chứ không. Anh có được cái năng lực chánh niệm bên trong, thế thì anh làm nhanh làm chậm, anh chạy anh đi, anh nằm anh ăn anh ngủ gì vân vân, thưa các vị, nó đều biểu hiện cái sự bình ổn tĩnh tại trầm lắng và tràn đầy năng lực chánh niệm á. Thế cho nên bước thứ ba của thiền tập đó là các vị dùng năng lực tâm phổ cho nó phủ trùm thân của các vị, nhận biết toàn thân các vị. Đây là ba bước thiền tập để chúng ta có thể đi vào công phu hướng nội. Và khi có được điều này rồi, nó phát sinh cái hệ quả nhất định khi các vị có chút thiền tập. Hệ quả đầu tiên đó là mình nói đến cái lợi ích của nó. Hệ quả thứ nhất, tự nhiên là các vị có được một cái sự mẫn nhuệ. Mẫn nhuệ là chi? Từ cảm. Mẫn nhuệ là chi? Mấy cái tên này nó không biết tiếng Việt. Không biết. Không ai thông minh. Mẫn nhuệ là bén nhạy nghe. Cái trực giác vô cùng bén, rất là nhạy. Người ta nói một câu là mình nghe là mình biết liền, không cần phải suy nghĩ gì vẫn vơ. Cái bén nhạy biểu hiện ra bên ngoài là thế này. Ví dụ như mình đang đi trên đường này, mà tự nhiên có một cành cây nghe cái rắc, nó gãy xuống, thế thì mình liền bước lui liền để bảo vệ, để phòng thân nghe. Bước ra đường lái xe bình tĩnh, tâm thức của mình không ngược xuôi, và vừa có một chiếc xe từ bên trong nó xẹt ra, thay vì người ta là đung cái bùm liền, nhưng mà mình đạp thắng ngay tức khắc. Tức là cái phản ứng của mình nó rất là nhạy, gọi là sự mẫn nhuệ. Mẫn nhuệ với thân, mẫn nhuệ với tất cả hoàn cảnh xung đột xảy ra bên ngoài. Thế rồi cái chuyện tuyệt vời xảy ra đó là nó bén nhạy đến nỗi là từng cái buồn, từng cái giận bên trong nó vừa khởi là mình nhận ra ngay, rất là giản dị. Rồi thậm chí là những cái giận dữ, bất an, hoặc mình muốn mở một lời nói để làm tổn thương người, nó vừa bén, nó vừa chợt có mặt bên trong là mình nhận biết ngay, là mình dừng lại ngay, gọi là khả năng mẫn nhuệ. Mẫn nhuệ đó là cái từ rất là Hán Việt, nhưng mà cái từ Việt Nam dịch đó là bén nhạy. Từ bén nhạy thì nó không đủ lột hết cái ý nghĩa của nó, cho nên mình dùng cái từ mẫn nhuệ, phải học thêm cái từ tiếng Việt. Điều thứ hai, hệ quả của
những bước tu tập thế này nó tặng cho chúng ta món quà thứ hai rất là đặc biệt, đó là chi? Đó là lòng thương. Hay nói cách khác, thưa các vị, khi mình dùng cái năng lượng tâm mình quan sát toàn thân thì tự nhiên các vị rải tâm từ của các vị không phải xuống đại địa này nghe, không phải với người ngoài, mà các vị rải lòng thương yêu vào tự thân của các vị. Hay nói cách khác là thân của ta trong quá khứ tới hôm nay mình bỏ quên á, mình hướng tâm mình ra ngoài, chạy theo ba cái thứ vớ vẩn, hết đóng vai là nữ hoàng của nước Tây Lương Quốc, đóng vai của Tề Thiên Đại Thánh, tức là mình quá trang mua buôn ngàn mặt, mình không có điều kiện chăm sóc mình như cái cây tưới nước khắp cho những rừng cây thiên hạ, nhưng mà cái cây là bản thân sự sống mình, là mình lại quên tưới nó cho nên nó chết khô. Bây giờ cái công phu tu tập, hệ quả tất nhiên xảy ra thứ hai đó là tự nhiên các vị có lòng trắc ẩn đối với tự thân các vị, có lòng thương đối với tự thân các vị. Các vị quay ngược lại cho nên các vị tưới năng lượng rất lành, rất yêu thương, rất đầm ấm vào tự thân của các vị. Các vị sẽ thấy trân quý từng tế bào trong nội thân của các vị. Các vị hài lòng với chính mình, hạnh phúc với chính mình, yêu thương chính mình và tưới năng lượng từ bi cho tự thân mình trước mỗi đêm. Thay vì mình nhớ quay nhớ quắt người nọ người kia, mình thương mình khổ mình sầu, thì bây giờ mình hãy dùng cái năng lực tâm chiếu sáng để phủ lên toàn thân của mình. Thế thì cái năng lực từ bi tâm của các vị nó làm thấm đẫm thân của các vị, cho nên chưa có một pháp hành trì nào tuyệt vời bằng phương pháp thiền tập của tứ niệm xứ là như vậy. Tự nhiên nó phải như vậy. Điều thứ ba nó xảy ra rất dễ, đó là thế này: nhận ra cái kẽ hở. Thế nào là nhận ra kẽ hở? Chúng ta cứ nghĩ rằng là một tràng suy nghĩ của mình nó dính liền, nó là một ý nghĩ, và những tràng suy nghĩ này nó tạo thành cái chi nơi ta? Thưa các vị, nó tạo thành bản ngã nơi các vị nghe, niềm tự hào của các vị. Tôi tự hào tôi là người có cá tính nè, tôi tự hào tôi là người quyền quý nè, tôi sinh ra trong cung vua cháu chúa nè, tôi tự hào tôi là người có giáo dục, có văn hóa. Tất cả những cái thứ vơ va vơ vẩn đó, thưa các vị, chẳng là chi ngoài những cái tầng ý thức các vị đang dệt cuộn cuộn thành nghe. Ý thức của ta mà mất rồi thì không có cái chi để tự hào hết. Sở dĩ ta tự hào ta là thế này, thế nọ, thế kia, và ai mà đụng đến ta thì ta còn tha được, nhưng mà đụng đến danh dự của ta thì ta liều chết liều sống à. Thì có người đụng đến danh dự họ thì họ còn có thể tha được, nhưng mà đụng tới bố mẹ họ thì thưa các vị, họ có thể là mắt, răng đổ răng. Thế thì tại sao ta có một cái tự hào lớn lao như vậy? Từ cái, thưa các vị, từ cái ký ức của các vị, tức là tự dòng chảy ý thức nó giờ thành bản ngã, chứ không có chi mà khó hiểu cả. Ta hình dung điều này, ví dụ dễ hiểu thôi. Tôi có biết những hòa thượng ở Việt Nam, thưa các vị, là nổi tiếng là những vị thầy vô cùng khó tính. Ông vô cùng là kiêu ngạo nghe, gọi là vô cùng hách xì sằng đó. Cái từ ông chửi Phật tử và khóc với ông á, rất là nặng nề ngôn ngữ họ, ông rất là trịch thượng. Thế rồi ông biết trời trao cho cái quả báo sao, tới chừng già, thưa các vị, lâm vô cái tình trạng là thân thể nó bất toại, tức là bị tai biến rồi. Thì các vị hình dung rằng nơi đất nước này tai biến buổi sáng buổi chiều mà chết thì quá là có phước nha. Tai biến buổi sáng buổi chiều không chịu chết mà nó kéo dài mấy năm thì các vị hình dung coi là chuyện gì phát sinh. Không có đệ tử nuôi nấng, chẳng có Phật tử nào rảnh thì giờ đâu mà chăm chút.
Thế rồi đưa vô trong nội sinh hoa, nằm trong đó. Nhân viên ở trong đó là nhân viên Mỹ, nó nào hề biết là cái con người này rất là quý phái, từng là hòa thượng nọ hòa thượng kia, từng thét ra lửa. Cho nên thưa các vị, là nó cởi đồ ra, nó lật qua lật về như một khúc cây. Lúc đó rồi còn có gì xấu hổ để tự hào là ta là thân phận hòa thượng không? Không. Ông không khác gì một ông già bình thường cả. Nó lột trần ra như củ khoai, và nó chẳng có bận tâm gì về cái chuyện ông mắc cỡ còn không mắc cỡ. Rồi thậm chí thưa các vị, những lúc ông có thể nói được, ông chửi thiên hạ một phép, thế rồi nó làm cái chi các vị biết không? Nó không buồn tới chăm sóc nữa, nó để cho thúi rùm cả một căn phòng, cho tới các thầy vô thăm, mở cái phòng vô là vô không được, dội ra liền đó. Thế thì các vị hình dung rằng cái bản ngã của ta, tự hào của ta, kiêu ngạo của ta, cá tánh của ta không có chi ngoài cái chuyện ý thức của mình nó dở thành nghe. Cho nên thưa các vị, nếu ta hiểu tỏ tường được điều này, ta sẽ lấy bớt đi những cái thứ cồng kềnh do ý thức của mình tự phong hàm cho mình, tự nghĩ rằng mình là người ghê gớm, tự nghĩ rằng mình là con vua cháu chúa, là quý tộc, là hoàng phái, vân vân. Thưa các vị, những cái thứ vớ vẩn đó nó được dệt thành từ ý thức của các vị mà thôi. Thế rồi cái con đường phá vỡ cái niềm kiêu ngạo của ta rất đơn giản, chỉ bằng cái con đường thiền tập thôi à. Thế nào là phá vỡ nó rất dễ. Thưa các vị, có chút công phu thiền tập rồi, các vị nhìn dòng chảy ý thức của các vị, nó có những kẽ hở của nó ngay. Nó không phải là liền như bản vách, mà nó luôn có kẽ hở. Những kẽ hở dễ biết nhất là khi cái buồn đến rồi đi, thì khi cái buồn phía sau, tức là cái buồn thứ hai chưa đến, thì nó có một khoảng trống nghe, giống như dấu lặng trong một bản nhạc vậy. Họ đánh sập sình, tưởng chừng âm thanh liên miên, nhưng mà thưa các vị nghe kỹ thì nó có những khoảng trống nhất định, khoảng lặng nhất định. Rồi ý thức các vị cũng vậy, đừng tưởng rằng nó một dọc dài nó trở thành cái ta gọi là suy nghĩ của tôi. Thưa không, nó là từng câu chữ rồi. Và chỉ có khả năng thực tập thì các vị mới có thể đủ tinh tường bén nhạy nhìn vào cái dòng ý thức của các vị. Nó vốn không thật, nó đang diễn hành qua phía trước, và nó có những kẽ hở. Tức là kẽ hở đó là cái lúc không nói năng một tiếng nào, được gọi là kẽ hở. Ví dụ dễ hiểu nữa, các vị hình dung rằng là cái loại ngôn ngữ Mỹ là ngôn ngữ đa âm, có phải vậy không? Ngôn ngữ Việt là đơn âm, ngôn ngữ Tàu đơn âm, như ngôn ngữ Mỹ thì nó đa âm. Có khi một chữ của nó liên kết rất là nhiều từ lại. Thế nhưng mà có bao giờ người ta không nghe được nó nói gì không? Không. Dù đa âm đến độ nào nhưng mà nó cũng có những khoảng ngừng nhất định của nó. Chữ nó vẫn có những cái khoảng rời nhất định, và từng câu nó có khoảng rời chứ. Từ ví dụ đó các vị nhìn lại cái ý thức của các vị, cái bản ngã của các vị, cái niềm tự hào của các vị, nó không là chi cả, nó chỉ là những câu chữ rời nối lại hình thành cái tự hào là tôi là ta ấy. Thưa các vị, chỉ có con đường thiền tập thì nó mới cho phép các vị thăm dò vào điều này thôi. Không có con đường nào khác để các vị thăm dò vô. Chư Tổ ngày xưa bày cho chúng ta cái cách thực tập để chúng ta có thể thăm dò vào cái nội dung bên trong của ta, vốn không phải là buồn vui, vốn không phải là sự suy nghĩ, bằng con đường niệm Phật nhé. Các Tổ từ truyền thống thiền bày cho các Phật tử niệm Phật bằng cái câu là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm ba câu rồi dừng lại, dội ngược ánh sáng tâm thức lại, hỏi coi ai đang niệm Phật. Và khi các vị hỏi một câu, khi các vị niệm A Di Đà Phật, các vị hỏi một câu ai đang niệm Phật, rồi các vị lắng lại tâm các vị ở cái dấu lặng của dòng nhạc, tức là không nói thì thầm một câu nào, thử hỏi lúc đó cái gì còn lại, cái gì còn lại? Không có tiếng suy nghĩ thì thầm, không có buồn vui, không có nghĩ quá khứ hay là toan tính tương lai. Chỉ có một trạng thái còn lại, đó là cái năng lực tâm đang quan sát, đang chiếu sáng
thì cái năng lực tâm quan sát chiếu sáng nó tương đương với cái phương pháp thiền tập, là các vị tập làm người quan sát hơi thở, tập làm người quan sát bụng phòng và xem, tập làm người quan sát toàn thân, để các vị đi dần vào cái chiều hướng càng ngày càng thâm sâu là các vị trở thành người đang quan sát buồn vui đang đến đang đi, đang sinh đang diệt. Các vị quan sát từng dòng ý thức đang cuồn cuộn chảy, rồi các vị nhận ra rằng là khi dòng ý thức nó rời ra thì cái lúc ý thức không nghĩ suy lặng hết thì cái năng lực quan sát vẫn còn đang hiện hữu, tức là cái năng lực ánh sáng của tâm nó luôn không sinh và không diệt. Và khi nhận ra được điều này khéo một chút thì người ta nhận ra rằng người ta chính là cái năng lực quan sát bất động vô sinh ấy, tức là năng lực Như Lai bất động đang có nơi các vị. Thế thì ngay tức khắc nếm được hương vị của pháp hành, ngay tức khắc thấy được rằng ta từ đâu sinh ra và ta trả hình hài về cho các bụi ta không phải mất, và ta an trú trong cái thể bất động của tâm. Và cái điều này thì nó tương đương với người tu niệm Phật đến đạt, đạt đến tột cùng thì họ thấy thể nhập vào pháp giới tạng thân A Di Đà Phật nghe, hoặc là họ thấy tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ. Bản chất của họ vốn là vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức. Thế thì thưa đại chúng, cái con đường hướng nội này đi vào pháp thực tập bằng con đường thiền tập ba bước: nhận biết hơi thở vào ra nơi mũi, nhận biết hơi thở phòng và xem, nhận biết thân hành của các vị. Khéo thì từ một pháp thiền tập này các vị nhận ra được điều thứ nhất là cái khả năng bén nhạy của các vị nó khác biệt vô cùng so với lúc bình thường. Điều thứ hai, các vị sẽ thấy rằng là càng đi vào công phu thực tập thì cái lòng yêu thương của các vị đối với tự thân tự nhiên nó phủ trùm. Tự nhiên các vị rải được cái tâm từ đối với thân mình. Và khi các vị làm được điều này, các vị cũng làm được vô vàn điều với bao người chung quanh nghe. Điều thứ ba là các vị tự nhiên nhận ra được một cái kẽ hở vô niệm nơi tâm thức các vị. Và khi nhận ra kẽ hở vô niệm mà tràn đầy năng lực giác ngộ, thế thì các vị biết rằng là ta đã chạm phải biên giới của sự ngộ đạo, và chỉ cần an trú ngay nơi cái thể tâm vô niệm tràn đầy nhận biết thì các vị có thể thực tập công phu để thành đạt được sự giải thoát ngay hiện đời. Đây là bước thiền tập vô cùng căn bản, mà nếu ai đã từng thực tập đi vô thì chứng nghiệm được điều này thôi. Đó là những bước giải thích để cho các vị đi vô. Thế rồi ôn lại mấy điều. Thưa các vị, mình tặng cho các vị bài thơ mà chưa chép kỹ, bây giờ chép cho nó đàng hoàng. Tức là trên con đường này nghe, nói gì nữa? Những mùa thu ấy, trên con đường này mình cũng để nhớ là cho nó kỹ coi có phải những mùa thu trên con đường này, những mùa thu ấy, trên con đường này chắc chữ giữa quá, giữa mùa thu ấy. Đi về không ai, cái chữ này hồ nghi nghe. Trên con đường này, những mùa thu ấy hay là giữa mùa thu ấy, đi về không ai. Trên con đường này, giữa mùa thu ấy, đi về không ai. Chữ này hồ nghi, chúng ta sẽ tra lại. Thế nhưng mà có một bài thơ của Thiền Sư Nhật cũng gần gần với bài này, cũng rất là hay, mà không biết mình đã biên tặng cho các vị chưa, nay biên luôn.
đó là nơi đây, ừ nơi đây đó, biết chưa? Biết ở dần hạnh mà ở đây chưa mà, nơi đây, ừ nơi đây, ở nơi đây, ừ nơi đây, đi về là những ai, đi về là những ai. Người đến để chia tay, người quen cùng kẻ lạ, hội ngộ nhau chốn này, này kiên tính nè, thuộc lòng rồi đó. Ủa cái giá ha, quá giỏi. Nơi đây, ừ nơi đây, thưa các vị thiền sư Nhật, ông làm bài thơ này lúc ông tiễn bằng hữu sân ga nghe. Tôi nhớ rằng là Quy Cận hay Thế Lữ gì cũng có bài thơ tiễn người sân ga đó. Có lần tôi đến một sân ga trong gì đó, đưa tiễn người đi một cụ già. Tàu chạy lâu rồi bà vẫn đứng, bóng dài đổ gập xuống sân ga, dường như vậy đó. Không biết đúng hay không, nhưng mà dường như là nó có cái nội dung gần gần vậy. Mình không biết là nhớ kỹ hay không thôi. Còn ở đây thì thưa các vị, cái bài của Thâm Tâm hay luôn. Cái bài Tống Biệt Hành đó hả? Dạ, đưa người ta đưa qua sông. Tại sao có cái sông trong đó? Đưa người ta đưa như vậy. Một giả gia, một chuyện gì. Thưa các vị, trở lại bài thơ này, diễn thơ thẳng thì tính sao? Ở đây tôi nghĩ là các ông cụ nhà ta thì nhiều người cũng thuộc thơ. Bài thơ này, thưa các vị thiền sư Nhật, ông đưa bằng hữu ông ở sân ga. Thì các vị nhìn thấy đây là bài thơ rõ ràng rằng tiễn người sân ga nghe. Nơi đây, ừ nơi đây, đi về là những ai. Tức là bao nhiêu người đến rồi đi, không có lường được cái số lượng người đưa ra phi trường nghe. Sân ga thì nơi Mỹ này dường như hiếm có, nhưng mà phi trường thì cái hình ảnh này rất là rõ ràng. Nơi đó không hẹn hò, người ta cùng đến, cũng không cần vẫy tay chào, mà cũng là nơi ta chia tay. Có những hôm mình ngần ngừ ở phi trường, mình nhìn cái khối lượng người đứng đông vầy ở con đường, nhất là phi trường Lodge. Thưa các vị, mình cứ thắc mắc trong lòng rằng là nếu bà con họ không tới đây đón, họ đi về đâu? Thưa các vị, chừng như là cái chuyện của mình lo lắng đó là cái chuyện không công rồi nghề. Chưa ai trên đất Mỹ này mà ở lại phi trường lâu cả, họ đều có một cái phương tiện nhất định để họ đi về, có phải vậy không? Họ đợi chờ người thân lâu hay mau gì cũng có người tới đón. Và nếu người thân không tới đón thì họ vẫy tay thì có taxi họ đi về, có phải vậy không? Thế thì nơi đó, nơi không hò hẹn mà mọi người cùng đến, mà cũng chẳng cần vẫy tay chào nhưng mọi người cùng chia tay. Từ cái ý này, các vị nhìn lại hành tinh chúng ta. Cái nơi này, thưa các vị, là bao nhiêu người đến và bao nhiêu người đi, qua hàng hàng lớp lớp, quá khứ ông bà cũ kỹ của ta, người quen người lạ đều đến nơi đây rồi lại chia tay. Thì chúng ta hiện tại đây, các vị hình dung rằng là mình cũng lao sao một chút rồi lại chia tay, chứ ở ngoài đâu. Rồi hẹp trong phạm vi gia đình, các vị liên hệ với bố, với mẹ, với chồng, với vợ, với con, là các vị nghĩ rằng là các vị ở đời, ở kiếp với nhau vài trăm năm ư? Không hề. Rồi lại chia tay sớm hoặc chiều thôi. Cho nên nơi đây, ừ nơi đây, có thể là nơi hành tinh này, có thể là bến ga, sân ga, có thể là ngay nơi đạo tràng này, gần nhất là nơi đây, 9 giờ cũng chia tay thôi, đâu có đánh đá được. Và nhiều lắm là ngày mai gặp mặt rồi cũng chia tay thôi. Thế thì trong gia đình, nơi đạo tràng, nơi hành tinh, và thậm chí sâu xa nữa, nơi đây, ừ nơi đây, đi về là những ai, ta cũng hình dung rằng hình hài này cũng vậy nghe. Các vị ghé lại nơi hình hài này, thần thức các vị tạm mượn nó,
biểu hiện một giai đoạn rồi các vị trả ra về cho các bụi, các vị cũng chia tay. Tầng sâu hơn, buồn vui các vị nó ghé lại tâm thức các vị rồi nó cũng chia tay nghe. Và người đến để chia tay, người quen cùng kẻ lạ hội ngộ nhau chỗ này. Thưa các vị, ta đến để ra đi, gặp để chia tay, quen hay lạ chi. Thưa các vị, rồi giây phút tình cờ ngắn ngủi đi qua là ta cũng chia tay nghe. Rồi các vị quy chiếu điều này và tự nội các vị thấy rằng là những cảm xúc ta vô cùng trân quý, như hạnh phúc của ta, tình cảm của ta, sự yêu thương của ta, những cái điều nó tặng cho chúng ta vô vàn hạnh phúc, nó cũng đến rồi nó ra đi, cho nên cũng chia tay. Là những cái mà các vị căm ghét đó, như là phiền não, như bất an, như trầm cảm, như khổ lụy, thưa các vị, không muốn nó đến mà nó cũng đến rồi nó cũng chia tay. Thế thì thưa đại chúng, đây là bài thơ rất hay, và bài này cũng rất là hay. Nó có thể tặng cho chúng ta chuyển nó thành những dòng nhạc để hát cũng được, và cũng có thể trở thành những đề tài quán chiếu. Và khi có nỗi buồn nào đến, sự bất an nào nó gây nên trong các vị, hoặc là sự căng thẳng nào nó tràn ngập, thì các vị nên nhớ rằng là người đến để chia tay, quen hay lạ, tức là buồn hay vui, hạnh phúc hay khổ đau, thì nó cũng hội ngộ nơi vùng tâm thức các vị rồi nó cũng ra đi biển biệt. Và khi hiểu được điều này, ứng dụng được điều này, quan sát nội tâm, thì ta đã có được cái công phu tu tập. Tóm lại, thưa các vị, con đường hướng nội duy nhất dường như chỉ có đạo Phật, không có tôn giáo nào khác có được điều này. Và khi các vị có được chút thực tập, thì tự nhiên các vị làm cho cái đời sống mình yên ổn, bình lặng, tỉnh tại, có nỗ lực nhất định ở mức độ cạn là lợi ích nên đến với tự thân các vị, là các vị bỏ đi những căng thẳng không cần thiết. Các vị sống một cuộc đời, cái phẩm chất nó dâng lên rất là cao. Và cái chiều sâu hơn, sự thành đạt là từ cái công phu thực tập, các vị khám phá dần rằng buồn vui nó diễn hành trên sàn diễn tâm thức của các vị, chứ nó không ở lâu. Những vọng thức các vị nó cuồn cuộn, nó kéo ngang qua, nó có những kẽ hở. Và khi các vị nhìn được kẽ hở thì các vị phá vỡ hết những cái ủ ê buồn phiền vọng thức của các vị rất dễ. Và cái bước cuối cùng nó cho phép các vị thăm dò vào đời sống tự nội, khám phá rằng ta vốn không phải hình hài, vốn không phải buồn vui, vốn không phải những cái suy nghĩ thì thầm này, mà ta đích thực là một Đức Thế Tôn đang có bên trong ta, một Đức bất động Như Lai. Và nắm được điều này, sống được với điều này, gọi là thành đạt được con đường tu tập. Và chuyện này, thưa các vị, nó đơn giản hơn cái chuyện là các vị trở bằng tay vậy nghe. Nó nhanh hơn rất nhiều. Tại sao? Tại vì một là khi buồn vui đến, nó đồng nhất, nó vào buồn vui để chìm trong luân hồi sinh tử. Hai, khi buồn vui đến, anh làm người đang quan sát đó, thì anh trở thành một Đức Thế Tôn, chứ không có gì mà khó khăn cả. Tám giờ rưỡi, đúng giờ, dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Nói nhiều cũng vậy thôi, cũng cần nói việc. Việc phải làm để chia tay thôi. Chúng sinh vô biên thầy, đó phiền não vô tận thế nguyện đoạn, pháp môn vô lượng nguyện học Phật đạo thượng nguyện.
chân ra, xoa bóp một tí, rồi đứng lên thong thả ra về.